dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam khó đủ đường, thầy Park chữa cháy thế nào? Tuyển Việt Nam eo hẹp thời gian, tìm đâu đối thủ quốc tế do ảnh hưởng của Covid-19 để thầy Park thử quân trước khi tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Eo hẹp về thời gian. Theo kế hoạch sau nhiều lần bị rời, tuyển Việt Nam được tập trung vào đầu tháng 6, nhưng rốt cuộc không thể thực hiện khi V-League trở lại đúng thời điểm này. Do vậy, ý đồ tập trung sớm để tìm thêm nhân sự cho tuyển Việt Nam mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đặt ra trước đó phải rời lại sang tháng 9, thời điểm mà FIFA Days diễn ra. Việc rời lại lịch tập trung tuyển Việt Nam là điều bất khả kháng, nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn với một tuần lễ rơi vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 13 tháng 10. Nhìn vào quỹ thời gian chuẩn bị này, rõ ràng không đủ cho huấn luyện viên Park Hang-seo lẫn tuyển Việt Nam. Nhưng tình thế buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải chấp nhận trong bối cảnh mà V-League mới trở lại sau dịch cúm COVID-19. Theo tính toán, trong khoảng một tuần này, tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất một trận giao hữu quốc tế nhằm giúp huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra phong độ và năng lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, hiện tại với tình hình dịch cúm COVID-19 trên toàn thế giới vẫn chưa ổn như ở Việt Nam, nên VFF vẫn chưa tìm được đối thủ nào đến đá giao hữu với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đây chắc chắn sẽ là vấn đề đối với tuyển Việt Nam lẫn huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi sang Malaysia gặp đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2022. Thầy Park chữa cháy ra sao? Thực tế, trong suốt hơn 2 năm làm việc ở Việt Nam, không ít lần huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt với vấn đề tương tự khi phải tập trung một cách vội vàng với quỹ thời gian thực sự eo hẹp. Thế nhưng với thời điểm trước đây rõ ràng khó khăn mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam gặp phải không thực sự áp lực cũng như gặp nhiều vấn đề như lúc này. Vì lý do như ngoại cảnh, như đã nói, V-League phải hoãn sang 2 tháng nữa mới có thể khởi tranh lại. Sẽ không dễ để các cầu thủ của tuyển Việt Nam đảm bảo phong độ cao sau một thời gian nghỉ rất dài. Đồng thời, những vấn đề về chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra khi phần lớn các đội bóng bị động trong việc chuẩn bị cho V-League ở giai đoạn tái đấu. Không chỉ lo ở điều này, như đã nói, việc tuyển Việt Nam có thể phải tập chay mới là vấn đề mà chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu. Bởi nên nhớ, một trận giao hữu chất lượng sẽ giúp huấn luyện viên Park Hang-seo tìm ra điểm yếu của đội nhà mà chỉnh sửa hoàn thiện cho vòng loại World Cup 2022. Càng cần hơn nữa, khi tới lúc này huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò ở tuyển Việt Nam đã xa nhau tới cả gần một năm, chứ không ít. Tính đến thời điểm hòa Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, để buộc chiến lược gia người Hàn Quốc cần một trận đấu thực thụ để duyệt quân. Rất khó cho có thể chữa cháy, nhưng dù sao tin mừng là đến lúc này, các đối thủ của tuyển Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự, để tin là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thành công ở vòng loại World Cup 2022. Quý vị và các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.